Thank you.
Thank you.
Mấy. Ở những thời điểm rất then chốt mà Trần Anh Tuấn bẻ góc rất hay. Hữu Thái đã phải hội chú ý rồi. 9 cho Trần Anh Tuấn. Vẫn chỉ có bao đi chèo một thôi. May mắn cho Trần Anh Tuấn, 9 đều lau mồ hôi đây anh ơi. Các bạn thì chỉ mong đến 9 đều để lấy cớ lau mồ hôi để điểm tích lại thôi. Lần này may mắn đã cho Trần Anh Tuấn rồi khi anh bị 3 phát lưới mà không ăn được điểm nào. Lần này là ăn một điểm anh ra anh cảm ơn cái lưới. 9 đều, Hữu Thái sẽ phải làm gì đây? Hữu Thái giao mổ và giật kết hay Hữu Thái giao xuống nặng để kết? Đây, giao xuống rồi. Trần Anh Tuấn hất cổ tay giúp lưới. Quá bị kính. Quá bị kính cho chung kết và trận bán kết. Gâm lên. Hôm nay Hùng Minh Kèo quá xuất sắc. Khi bình thường Hùng Minh Kèo có thể thua tương tệ rất nhiều, nhưng Hùng Minh Kèo lúc này Hùng Minh Kèo đã né rất sâu. 3-1. Trần Anh Tuấn sẽ phải làm gì đây trước áp lực ngàn cân treo sợi tóc như thế này? Tuấn rồi. Đánh có thể nói là mít cổ tay trái rất nhiều xoay.
58. Và bên trái giao rất vội vàng khi Trần Anh Tuấn chưa chuẩn bị xong. 86. Có phần hơi lắm vội từ Trần Anh Tuấn. 86. Hai vận động viên đang thi đấu lối đánh nhanh gọn nhẹ. Điểm yếu của Nguyễn Thái là giật sẽ xuống rất kém. Anh Tuấn cần phải khai thác. 60 rồi. Sẽ có ván đấu thứ 5 để cho khán giả thưởng thức được những pha phòng thủ phản công mãn nhãn của hai vận động viên hàng đầu nghiệp dư hiện nay. 11-6, ván thứ đấu kết thúc. Liên tục tăng giới. Tuấn là vận động viên có lối đánh phòng thủ, có thể nói là toàn diện nhất hiện nay. Trái à? Hai đều rồi, hai đều rồi. Vận động viên Trần Anh Tuấn rồi. Vận động viên Trần Anh Tuấn sẽ ra bóng gì đây? Vận động viên Trần Anh Tuấn có quả ra bóng, có thể nói có độ khái xuất khủng khiếp luôn. Có thể nhân trần đâu. Thì Trần Anh Tuấn với Trần Văn Hiên, hai vận động viên đã từng một thời ăn tập tại Từ Sơn, có hiểu nhau. 3 đều. Quá kịch tính, Trần Anh Tuấn đã may mắn nhưng mà trời không cho. Lại 3 đều rồi, lau mồ hôi. Anh em thi đấu bóng bàn lưu ý là khi tổng 6 đều anh em phải ra lau mồ hôi để điểm tính lại. Tổng 6 quả anh em nhé. Anh em nên nhớ, thường thường các vận động viên nghiệp dư hay quên. Nhưng vận động viên từ chính AB trở lên thì cũng không được quên cái điểm số đó. Số lau mồ hôi rất quan trọng. Hữu Thái nên bình tĩnh lại. Đừng làm cổ động viên nhà thất vọng. Cố lên anh ơi. Có một cái kèo rất đặc biệt đối với đội chơi tè bóng bàn là chỉ cần đội chơi tè bóng bàn vào chung kết và vô địch tôi sẽ trích 10% cho tôi, và đội chơi tè không vô địch thì tôi sẽ mời đi ăn chay nhà. Một cái kèo có thể nói là quá thơm, không biết ai thơm. Quá hay. Những cái chật trái như kiểu phê rơ vậy. Sao đâu anh? 4-5. Hai vận động viên có lối đánh trái một tay rất giống phê rơ. Tuấn Nam Định đánh ra bóng rất xoáy, tốc nó nằm dưới. Phải nói một cái ơi, anh mày đá phải đi ra ngoài như chắc gì vậy, không thể nào được. Khán giả ở nhà đã lắc đầu rồi, lắc đầu rồi. Những cái cố lên. Khán giả nhà đều tiêm doping đi. Lúc này phải tiêm doping, ví dụ như là thưởng 1 triệu hay 2 triệu đi thì Lý Thái khả năng tăng kích lên được. Chúng tôi thi đấu thường phải thưởng doping thì vận động viên tăng lên rất cao. Kể đến là vận động viên nam con của đội Hòa Châu Bóng Bàn. Cứ có doping vào anh đánh rất hay. Nhích anh ơi, nhích anh ơi. 54, 56. Cố lên, cố lên. Lý Thái đang bị 56. Trần Tuấn quá trái rồi, quá trái, quá tuyệt vời, lau mồ hôi cho anh ơi. Liệu lau mồ hôi không? Trần Tuấn quên lau mồ hôi rồi. Nhưng như như cái đáp nhớ ra đi ra dinh để lau khăn. Hai học viên đang thi đấu tập trung quá nên quên mất cả điểm số để lau mồ hôi. 75 chút lợi thế cho Trần Tuấn. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Để nói là chỉ số IQ cực cao từ Trần Anh Tuấn, thông minh. 8-5. Ai chẳng. Ui trời. 6-8, có hội ý không? Có hội ý không? Liệu có hội ý đến từ đội chơi tè bóng bàn không? Câu trả lời đưa ra chắc chắn là sẽ là không rồi.
Trần Anh Tuấn đang vẫn đang nhiệt lắm. Có gọi anh cũng không ra. Nghỉ đi ông anh ơi. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh rồi đấy. Ok, Trần Anh Tuấn quên cả lúc lo mồ hôi rồi. 6-8. Ui trời ơi. Hai vận động viên đang biểu diễn nghệ thuật. Hay lắm anh ơi! Bóng bàn đang ghi nhận lối đánh của hai vận động viên là có độ khéo tương đương nhau. 96. Phải nói là hai bên đấm trái đấm phải rồi khéo léo. Hy vọng có những giải đấu như này ở Hải Dương để chống lại tinh thần nha nha chơi bóng bàn của Hải Dương. 97. Thấy Tuấn đã không nghe vận động viên, huấn luyện viên Lâm Lạc Thiết. Hồi ý anh ơi, tôi đã phải cao khiết để